Bây giờ đến lượt mày thêm cái tuổi nhá. Đang xây dựng lớp trẻ. Kế cận. Bắt đáy thôi Cường ơi, bắt đáy thôi, cứ bắt đáy thôi. Họ chỉ có mỗi truyền bài truyền đáy thôi. Bắt trên đáy là được luôn. Có đấy, cứ bắt trên đáy thôi, không có tiền đường truyền luôn. Không nguyên răng thì không lấy lại được. Đau rồi. Bên trong vòng ông ấy sao là bóng bên trong vòng quen hai thằng may mắn chứ. Thôi anh nhận về. Hai anh em muốn bật thầy quá nhỉ. Ông toàn cái ông toàn đáy biên, ông toàn bị để nó vào đáy biên mua cái bài đáy biên chúng phải hất nó đâu thôi. Đấy anh ơi. Có thể qua chứ. Hất cái này ông thì lúc anh vừa tập có hất này bổng không? Hất này. Không bị cầm này có hất này. Vãi hồn. Phải hơi lên. Mạnh quá thôi thì chạy lên. Mình sợ mạnh ra ngoài, mình hất như này là. Mấy phút để ra. Ra đừng tưởng lâu rồi. Hay đâu. Sao lại chỉ idol của tôi đấy hả? Tôi thề thì mẹ mày cái quả bóng ở đây. Tôi nếu hiểu là ông đi fan cho mình hay là ông không chơi bóng vào đấy nữa. Tôi á. Ừ. Mẹ quả thằng đéo có chân bóng nó rơi vào chân bố. Bóng rơi. Tôi đúng tôi đéo hiểu ông xử lý quả đấy kiểu gì để mà tôi chơi kiểu gì. Mẹ rồi. Rồi đúng rồi, bình chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai tay thòng đi. Ai ghi bàn đấy? Ai ghi bàn đấy? Award à? Award à? Bình. Thua đấy, thua đấy. Rất tỉnh thế. Đá làm sao đây? Lên canh và lên vị.
Xanh ơi, hộ bóng xanh ơi. Xanh ơi, hộ bóng xanh ơi. À, cảm ơn. Phạt đây, phạt đây, phạt đây, phạt đây, phạt đây, phạt đây. Phạt, 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 phạt. Tốt chung. Tốt. Tốt thằng ơi, tốt thằng ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tốt chung. Tốt hơn ơi. Tốt hơn đây. Đi mẹ may mà ông thua đấy nhá. Đi con mẹ. Vai hồn. Ông nghĩ đây là đi về bóng đá ơi, bóng đá đi mẹ. Heo tí mày đấy, in để cán bộ cười mày như thế. Trái. Chí luôn đi đấy. Mày khỏe tôi cũng tịnh nhưng mà ông còn định về của bạn. Chí luôn là kêu kiểu. Đó rồi. Ô đi ngay đây. Đi xuống đi thôi. Đã vừa qua bên này. Hai,
Tốt Trung ơi. Tốt Trung ơi, tốt Trung ơi. Hai hai, đến giờ tao gọi cho. Hai hai. Hai năm phút tao gọi. Chán thì con mẹ bị cả người cơ mà xuất hay lắm em ơi.
Ừ rồi, có một cơ. Đúng rồi, kéo nó ra. Đấy. Tobi đây, Tobi đây. Rồi, hay. Về cơ, về cơ. Tốt. Đội trưởng đứng lên, lên lùi đi. Bốn lên xuôi. Hay bạn ơi. Chân quẩy ra. Vâng, quẩy đúng rồi. Tốt. Đi người như thế thì mới bay vượt qua. Hảo đấy. Tay chân vượt qua. Xuống đây để nhìn lá bắt hai kia nó phải lên. Đi lên Tâm. Giết, cố lên. Tốt chồng. Tốt. Tốt đấy Thắng ơi, Áo Khánh ơi. Chúc là
cái bên này áo này. Ơ. À đây. Bên trong của tao luôn. Tốt đít còn mẹ ra tốt đấy. Chân ngon rồi ăn rồi. Khánh đéo Khánh mẹ hai chân nhưng mà chân trái tốt hơn. Khánh em vào chân phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai đây? Khánh Nghi à? Khánh à? Khánh ơi, Quyền đấy. Hả? Quyền ơi, tiếc quá rồi, ta đéo ghi được mày rồi. Nhiều hơn đôi. Vào chậm thôi Nguyễn Anh ơi. Nguyễn Anh ơi, vào chậm thôi. Vào nhanh quá, ta qua mẹ luôn. Rút trống. Rút hay quá. Trường thì cái to xác chế cái lồn gì. Mày cái tội gáy sớm mà. Trận đầu cường hay à. Gáy sớm à. Nói đúng không mày, chè nghe còi đi, đá nghe còi đi.